Xin chào mọi người, hôm nay mình đặt trên Lazada một mẫu drone easy to fly, máy bay không người lái, điều khiển từ xa, cực kỳ dễ chơi. Và nó sẽ phù hợp cho những ai mới vừa làm quen với các thể loại drone. Mình có thể điều khiển cho nó bay lên, bay xuống, qua trái, qua phải một cách dễ dàng. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp ra để xem con drone này như thế nào. Và đơn hàng khi mua trên Lazada sẽ ghi tên sản phẩm như thế này: máy bay trực thăng điều khiển từ xa ZX8152. Wow, mình sẽ có một cái hộp drone tuyệt đẹp, Marvel Rig Drone. Một số những tính năng của drone: cân bằng 60, xoay tròn 360 độ, có đèn LED trang trí và điều khiển bằng sóng radio 2.4, easy to fly, cực kỳ dễ bay. Đây sẽ là cái hình demo của drone. Mô tả của sản phẩm được viết bằng tiếng Anh: có đèn LED cực đẹp và sức gió rất mạnh. Và mặt bên đây sẽ là cái hình demo về con drone màu đen. Mình sẽ có 4 màu để lựa chọn. Khi mua thì mình đã lựa chọn một con drone màu trắng nha. Một số những cái cảnh báo: không bay ở vùng có nhiều dây điện nè, cấm bay ở vùng sân bay, không tự ý sửa chữa và tránh xa nước. Rồi mình sẽ mở hộp ra. Bên trong đây chúng ta sẽ có như thế này. Đầu tiên sẽ là một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng, được viết bằng tiếng Anh nha. Đại khái là người ta sẽ hướng dẫn cho mình sử dụng về cái tay cầm điều khiển từ xa. Tiếp theo sẽ là một cái bịch phụ kiện. Bên trong chúng ta sẽ có một cái USB màu trắng dùng để sạc pin, hai cái tay xách của drone, một cái phụ kiện đi kèm theo. Ok. Và ở bên trong cái phần chính thì mình sẽ có là một cái tay cầm điều khiển từ xa. Ở phía trên sẽ có hai cái joystick để điều khiển bay lên hoặc là bay xuống, qua trái này qua phải, tiến tới hoặc là lùi lại. Thì một số những cái nút chức năng nữa. Ở đây sẽ là nút nguồn nha. Phía trên nút xoay tròn 360 độ, nút tăng tốc hoặc là giảm tốc độ nè. À, và cái phụ kiện này dùng để là gắn lên cái phần tay cầm điều khiển từ xa, tựa như là một cây anten. Tuy nhiên ở bên trong thì mình nhìn thấy là nó hoàn toàn trống rỗng nha, chỉ để trang trí. Mặt sau mình sẽ có cây để pin, 3 cục pin tiểu 3A. Ok, đóng nắp lại. Đây sẽ là cục pin của drone. Ở trên bao bì thì nó sẽ ghi là dung lượng 200mAh, siêu nhỏ. Ở đây sẽ là cái rắc cắm nè. Với cái cục pin này thì chúng ta sẽ sạc pin như sau: cắm cái rắc này vào bên trong cái USB màu trắng, và chúng ta sẽ sạc cho nó bằng củ sạc điện thoại hay là pin sạc dự phòng nha. Đây, như thế này. Và đây sẽ là nhân vật chính của mình, con drone Easy to Fly. Một con drone màu trắng rất đẹp. Wow, siêu nhỏ gọn và cầm siêu nhẹ. Chúng ta sẽ có là 4 cái chong chóng nè, và những cái phần vành đai bảo vệ cái chong chóng của mình. Sky Dan nhảy trên bầu trời. Mặt sau, wow, con này mình có được tặng thêm một viên pin nữa nha. Đây, có nghĩa là chúng ta sẽ có hai cục pin, một cục dùng để sạc và một cục dùng để chơi. Rất là tuyệt vời. Cho cái viên pin này vào bên trong nè. Tiếp theo, gắn hai cái tay xách lên hưng của drone các bạn. Rồi, ok, hai cái tay để xách đi. Và lật ngược lại thì chúng ta sẽ có hai cái chân dùng để dựng đứng con drone. Và một cái điều đặc biệt nhất của cái con drone này, đây, phía bên dưới phần cái motor xoay á, chúng ta sẽ có một cái lớp đệm cao su, một cái lớp mút rất dày nha. Cái phần này nó sẽ có tác dụng là chống sốc khi mà con drone của chúng ta chẳng may mà bị rơi từ trên trời mà rơi xuống. Ta sẽ kết nối cái viên pin này với lại hưng của drone. Wow, drone của mình được trang bị những cái hệ thống đèn LED tuyệt đẹp nha, sẽ tạo một cái hiệu ứng tuyệt đẹp khi mà chúng ta bay vào ban đêm. Mình sẽ thử kết nối drone với lại tay cầm điều khiển từ xa. Đầu tiên sẽ mở nút nguồn lên. Đây, nó kêu một cái beep nha. Đẩy cái joystick này lên và đẩy xuống. Rồi, từ từ đẩy cái joystick này lên trở lại thì con drone của mình sẽ cất cánh bay lên. Wow, con drone mình nó bay đụng vô tường các bạn. À, nhờ có những cái vành bảo vệ nên là những cái chong chóng của motor hoàn toàn là bình yên vô sự. Rồi, bây giờ mình sẽ cho drone bay thử nha. Đầu tiên sẽ là bay ở một cái tầm thấp để mình tập làm quen với cách điều khiển của drone. Chuẩn bị, cất cánh. Đó, cố gắng giữ thăng bằng cho drone nha. Và sau đó chúng ta sẽ điều khiển theo ý của mình. Ok. À, drone mình đã dần dần cất lên khỏi mặt đất. Và chúng ta sẽ điều khiển cho nó lùi lại đi ha. Đây, lùi lại nè. Đó, rồi tiến tới nè. Rồi, ok, qua trái nè. Qua phải nè. Ok, con này điều khiển cũng khá là dễ dàng nha. Rồi, sau khi mà quen thì chúng ta sẽ nâng dần dần cái độ cao của drone lên. Hạ cánh. Đấy. Wow.
con này điều khiển cực kỳ dễ luôn. Ôi, cao quá, nó vượt qua cái khung hình. Ok, mình sẽ tìm một cái chỗ rộng hơn để điều khiển con drone này cho các bạn xem. Đặt con drone ở đằng xa nha, chuẩn bị cất cánh nè. Đó, từ từ sẽ cho nó bay lên, cố gắng giữ thăng bằng. Ok, mình sẽ nâng dần dần cái độ cao của drone lên. Đó, rồi, cho nó bay tới chỗ mình nha. Rồi, cho nó bay ra xa nè. Bay tới gần thêm xíu nữa, sẽ cho nó bay ra xa. Wow, con này bay rất nhanh nha. Tiến tới nè, tiến tới ra xa hơn, chỗ cái cây cột đèn luôn. Đó, đấy, mình sẽ cho nó thực hiện cái màn nhào lộn 365 độ. Đó, mình sẽ cho nó bay vào ban đêm để mình có thể thấy được cái hiệu ứng đèn của nó. Chuẩn bị cất cánh. Wow, cái hiệu ứng đèn khi mà nó chiếu xuống đất tựa như là một con bướm bướm nha. Và các bạn điều khiển nó bay lên cao thì cái hiệu ứng nó sẽ phóng to lên. Đây, đó, chơi vào ban đêm cực khách nha. Nó sẽ tuyệt vời hơn khi mà mình chơi vào ban ngày. Ok, tuyệt đẹp. Thì đây là cái con drone 200.000, con drone giá rẻ nhưng mà chơi thì cũng khá tuyệt, điều khiển thì cũng dễ. Rồi, và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.